Xin kính chào quý anh chị, quý khách hàng đã quay trở lại với kênh khuyến mãi Toyota. Em là Toàn, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho quý anh chị về một video clip nói về giá lăn bánh, chương trình khuyến mãi và lịch giao xe của dòng Toyota Rod 1.8V 2022, là một trong ba phiên bản của Toyota Rod được bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Và trước màn hình của quý anh chị chính là màu đỏ và nội thất nâu đỏ. Như quý anh chị cũng đã biết thì xe sẽ có các màu là ngoại thất cho quý anh chị lựa chọn, như là màu trắng ngọc trai, màu đen, màu bạc, nâu, xám xanh, xanh dương, màu đỏ trước màn hình của anh chị. Ngoài ra thì quý anh chị có thể lựa chọn về hai tông màu nội thất, đó là màu đen và màu đỏ nâu. Thì ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý anh chị một phiên bản 1.8V màu đỏ nội thất màu đỏ nâu. Hiện tại xe đang có giá là 846 triệu đồng. Vậy thì với giá 486 triệu đồng thì ở thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10 này, mẫu xe Toyota Rod 1.8V lăn bánh về tỉnh và lăn bánh Hồ Chí Minh sẽ có giá lăn bánh như thế nào, cũng như là có chương trình khuyến mãi tặng kèm hay là giảm giá như thế nào ở thời điểm này hay không, và đặc biệt hơn đó là lịch giao xe cho quý anh chị khi mua ở thời điểm này là sẽ nhận xe được vào thời điểm tháng mấy. Kèm theo đó thì em sẽ có đánh giá chi tiết ưu và nhược điểm, cũng như là review lại sơ lược những điểm nổi bật hiện có trên mẫu Toyota Rod 1.8V cho những quý khách anh chị, những quý khách hàng đang tham khảo mẫu xe này mà chưa tìm hiểu sâu về nó. Và trước khi đến với phần báo giá lăn bánh, chương trình khuyến mãi, cập nhật lịch giao xe cho anh chị ở thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10, xin mời quý anh chị cùng em dành ra ít phút để cùng xem qua những chi tiết, những điểm nổi bật, ưu và nhược điểm của mẫu Toyota Rod 1.8V 2022 này nhé. Corolla Rod 1.8V 2022 dễ dàng khiến khách hàng trẻ yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhờ phong cách đậm chất thể thao, trẻ trung, năng động, đồng thời hứa hẹn mang lại khả năng vận hành hứng khởi nhờ được xây dựng trên nền tảng TNGA chứa danh. Đầu xe Toyota Corolla Rod 1.8V thu hút với lưới tản nhiệt hình thang ngược cỡ lớn, tạo hình 3D bắt mắt. Bên trong là các họa tiết dạng vảy rồng và được sơn đen toàn bộ, giúp tôn lên vẻ nam tính thể thao. Cụm đèn trước thanh mảnh, kéo dài sắc sảo, toàn bộ cản dưới bằng nhựa đen nhám mờ, mở rộng hầm hố. Về tổng thể, thiết kế Corolla Rod dùng những đường nét cắt xẻ dứt khoát, kết hợp nhiều chi tiết mạ chrome, viền đen bóng và nhựa mờ mang đến cảm giác mạnh mẽ. Hệ thống đèn trước Corolla Rod khiến không ít người bất ngờ về sự chịu chơi của hãng Toyota lần này. Phiên bản Rod 1.8V được trang bị đèn full LED với đèn pha projector, giải LED định vị vuốt ngang cạnh trên, đèn trang bị tính năng tự động bật tắt, đèn pha tự động. Nhìn từ bên hông, Corolla Rod 1.8V trông thể thao hơn bản tiêu chuẩn nhờ vận dụng bộ vành 5 chấu kép có kích thước lớn 18 inch và giải viền chrome chân kính kéo dài từ trụ A đến tận đuôi xe. Corolla Rod 2022 cũng dời vị trí đặt gương chiếu hậu lên phần thân xe. Thay đổi này vừa giúp mang đến hiện diện mạo mới và thể thao cho phần hông, vừa tăng tối đa tầm quan sát và giảm điểm mù ở góc chữ A cho người lái. Gương chiếu hậu trên Corolla Rod cũng được trang bị tính năng chỉnh gập điện tự động trên tất cả các phiên bản, trong đó hai phiên bản cao cấp 1.8V có thêm tính năng tự điều chỉnh gập gương khi lùi, tăng tính thuận tiện và độ an toàn cho người lái. Phần đuôi xe của Toyota Rod tạo điểm nhấn với cụm đèn hậu LED vuốt dài, đặt đối xứng qua phần tên xe ở vị trí trung tâm. Ngay bên dưới là bộ ốp cản cỡ lớn, ốp cản được sơn đen kết hợp với các điểm nhấn mạ bạc, vừa tăng tính hài hòa với tổng thể thiết kế, vừa nhận mạnh diện mạo nam tính và rắn rỏi của xe. Đặt ở vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng nhô cao nổi bật. Màn hình này có kích thước 9 inch, hỗ trợ chuẩn kết nối điện thoại Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống âm thanh 6 loa cũng là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Ngay phía dưới là cửa gió điều hòa và cụm điều khiển điều hòa trung tâm, được bố trí gọn gàng, sơn đen bóng, ốp viền chrome tạo điểm ấn tượng. Vô lăng trên Corolla Rod 1.8V được bọc da với tất cả các phiên bản. Thiết kế vô lăng là dạng 3 chấu hiện đại, có phần trung tính, không nghiêng quá nhiều theo hướng thể thao. Đặt ngay phía sau là cụm đồng hồ tốc độ dạng cơ kết hợp màn hình LCD 4.2 inch. Cần số của Corolla Rod 1.8V đặt dưới khu vực táp lô trung tâm. Cấu hình sang số trên Rod là dạng thẳng, giúp người lái dễ dàng làm quen và sử dụng. Các tính năng như vô lăng điều chỉnh 4 hướng, kính lái chỉnh điện 1 trạm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sấy kính trước, sau, gương hậu bên trong chống chói tự động là những trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản Corolla Rod 2022. Các trang bị cao cấp hơn như cửa sổ trời, camera toàn cảnh chỉ có trên hai phiên bản cao cấp là 1.8V và 1.8HV. Ghế ngồi trên tất cả các phiên bản Corolla Rod đều được trang bị bọc da. Khách hàng có hai tùy chọn về màu nội thất, đó là màu đen trung tính hoặc màu nâu đỏ sang trọng. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau trên Rod được trang bị đầy đủ 3 tựa đầu, có thể điều chỉnh cùng bệ tỳ tay trung tâm và lưng dựa ghế. Về không gian, hàng ghế sau của Corolla Rod 1.8V được các chuyên gia và khách hàng đánh giá tốt, khoảng để chân và độ ngả lưng ghế phù hợp với khách hàng có chiều cao trên 1m7. Đặc biệt, hàng ghế sau có khả năng điều chỉnh thêm một nấc ngả lưng, mang đến góc ngả thoải mái hơn dành cho khách hàng trên những hành trình dài.
Dung tích khoang hành lý của Corolla Rod là 440 lít, khá dư dùng cho cả 5 hành khách trên xe. Trong quá trình sử dụng thực tế, khoang hành lý này có thể chứa đến 2 vali cỡ lớn và khoảng vài ba lô cỡ vừa. Đặc biệt, hàng ghế sau có khả năng gập theo tỷ lệ 6-4 để mở rộng tối đa khả năng chứa đồ của xe. Về an toàn, các tính năng như chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, 7 túi khí và cảm biến trước đều được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Trên phiên bản cao cấp 1.8V sẽ có thêm các chức năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cách ngang phía sau, camera 360. Đặc biệt, hai phiên bản này cũng có thêm gói trang bị an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2. Dạ vâng, kính thưa quý anh chị, vừa rồi là những điểm ưu điểm cũng như là nổi bật và các chi tiết về ngoại thất và cũng như là option được trang bị trên mẫu Toyota Rod 1.8V 2022. Và quý anh chị cũng vừa xem qua là mẫu xe có nội ngoại thất là màu đỏ và nội thất nâu đỏ. Thì không biết là về quan điểm của quý anh chị sẽ thích màu gì trên xe Toyota Rod 1.8V cũng như là nội thất màu gì, thì vui lòng có thể là để cho kênh khuyến mãi Toyota biết được sự quan tâm của quý anh chị đối với mẫu xe này bằng cách là bình luận phía bên dưới. Còn bây giờ để cho quý anh chị dễ dàng quyết định hơn về có lựa chọn nên lựa chọn mua mẫu Toyota Rod 1.8V 2022 này không, và đặc biệt là có nên chốt vào thời điểm tháng 9, cuối tháng 9 đầu tháng 10 này không, thì em sẽ đến với phần bỏ giá lăn bánh. Với giá niêm yết như từ đầu em có nói với anh chị là 846 triệu đồng đối với màu đỏ, nội thất màu đỏ này. Còn nếu như mà quý anh chị lựa chọn màu ngoại thất màu trắng ngọc trai sẽ có giá niêm yết cao hơn là 8 triệu đồng nữa. Thì để mẫu xe này lăn bánh, quý anh chị bắt buộc phải có các chi phí như sau. Thứ nhất đó là thuế trước bạ 10%, tương đương là 84 triệu 600. Ngoài ra quý anh chị sẽ có thêm phí biển số là 20 triệu đồng ở Hồ Chí Minh và 1 triệu đồng ở tỉnh huyện. Chúng ta sẽ có thêm các chi phí bắt buộc nữa như là bảo hiểm dân sự, phí đường bộ hay là lệ phí đăng kiểm. Ba khoản chi phí này đâu đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Thì sau khi cộng hết tất cả chi phí mà em vừa nêu thì mẫu xe Toyota Rod 1.8V này lăn bánh tại Hồ Chí Minh đâu đó tầm khoảng là 953 triệu đồng. Nếu quý anh chị lăn bánh tại tỉnh huyện thì sẽ thấp hơn do chi phí biển số. Thì lăn bánh đâu đó tầm khoảng là 934 triệu đồng. Thì nếu mà quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua xe trả góp, quan tâm trả trước bao nhiêu thì chuẩn bị trước giúp em tối thiểu với số tiền là 257 triệu đồng là có thể nhận ngay mẫu xe này về nhà ở thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10 này. Và hiện tại kênh khuyến mãi Toyota đang hỗ trợ cho quý anh chị với hai gói lãi suất. Gói thứ nhất là cố định cho quý anh chị thời gian là 1 năm với lãi suất mỗi tháng từ 0.6% một tháng, và gói thứ hai hỗ trợ cố định thời gian là 3 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.7% một tháng. Và gói thứ hai ưu tiên hơn cho những quý khách hàng có thể sau kê lương mà chứng minh được thu nhập. Hai gói mà em vừa nêu thì có thể vay được lên đến là 7 năm và 80% giá trị xe cho quý anh chị. Và nếu mà quý anh chị có thắc mắc hơn về bản góp ngân hàng chi tiết mỗi tháng phải chi trả làm sao, hay là theo nhu cầu của quý anh chị là muốn trả trước bao nhiêu, thời gian vay là bao nhiêu năm, thì có thể liên hệ với kênh khuyến mãi Toyota qua số hotline phía bên dưới màn hình để được hỗ trợ gửi bản góp chi tiết theo nhu cầu của quý anh chị để dễ dàng cân đối tài chính hơn. Và giá lăn bánh mà em vừa báo cho quý anh chị thì chắc chắn rồi, chưa phải là giá lăn bánh mà bao gồm chương trình ưu đãi của kênh khuyến mãi Toyota hỗ trợ cho riêng cho quý khách hàng của mình. Hiện tại đối với mẫu Toyota Rod 1.8V 2022 này, khi mà quý anh chị liên hệ và mua xe tại kênh khuyến mãi Toyota, quý anh chị sẽ được tặng ngay một gói phụ kiện cơ bản và những trang bị cơ bản trên xe Toyota Rod 1.8V. Còn về lịch giao xe thì quý anh chị yên tâm, hiện tại kênh khuyến mãi Toyota đang có những màu sắc có thể giao ngay cho quý anh chị ở thời điểm tháng 9, tháng 10. Nếu mà quý anh chị liên hệ trễ hơn, số lượng xe hiện tại đang ít, nếu mà quý anh chị liên hệ trễ hơn có thể nhận xe vào thời điểm tháng 11 và tháng 12, và chắc chắn rằng quý anh chị sẽ có xe đi Tết ở dịp này. Và nếu mà có thắc mắc về giá lăn bánh chi tiết tại nơi mà quý anh chị ở nè, chương trình khuyến mãi tặng bao gồm phụ kiện, bao gồm những gì, gói phụ kiện cơ bản là như thế nào, và bản góp chi tiết ngân hàng mỗi tháng chi trả làm sao theo nhu cầu tài chính của quý anh chị, thì đừng ngần ngại liên hệ cho kênh khuyến mãi Toyota qua số hotline phía bên dưới màn hình. Kênh khuyến mãi Toyota thì lúc nào cũng có một giá lăn bánh cực kỳ hấp dẫn cũng như gói phụ kiện tặng kèm cực kỳ khủng dành cho quý anh chị. Và đặc biệt hơn là đối với những quý khách hàng đang có nhu cầu mua xe trả góp thì chúng em có một cái chính sách hỗ trợ ngân hàng cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Và nếu mà quý anh chị đang có nhu cầu nào về một cái sản phẩm Toyota ngoài Toyota Rod 1.8V thì hãy bình luận phía bên dưới, kênh khuyến mãi Toyota sẽ xem xét và làm clip để cập nhật để hỗ trợ cho quý anh chị dễ dàng cân đối hơn trong việc mua xe. Nếu thấy video clip này hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về cập nhật giá nè, chương trình khuyến mãi lịch giao xe của tất cả các dòng xe Toyota từ kênh khuyến mãi Toyota. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video kế tiếp.